Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam ngày 20 tháng 11, các quận trên địa bàn thành phố tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng các tập thể cá nhân điển hình trong phong trào thi đua năm học 2019-2020. Năm học qua, vượt qua những khó khăn do đại dịch COVID-19, ngành giáo dục quận Hải Châu đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra, hoàn thành xuất sắc 9 trên 9 chỉ tiêu thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo, quận tiếp tục duy trì tỷ lệ 100% học sinh tiêu biểu được học 2 buổi trong một ngày, 100% các trường triển khai dạy học qua Internet trong 3 tháng nghỉ học do dịch COVID-19. Học sinh của quận đã đạt được nhiều giải cao trong nhiều kỳ thi các cấp, cuộc thi Robotron quốc tế, hội thi khoa học kỹ thuật. Có 113 học sinh trúng tuyển vào trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Dịp này, các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2019-2020 được tuyên dương khen thưởng. 50 cá nhân được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục.